của tụi em thì chưa có quán nào cả, cũng chưa biết là ăn gì cả, nhưng mà tụi em chỉ có 1 giờ đồng hồ để đi ra ngoài ăn trưa thôi. Hay gọi lại cái chỗ hay ăn ở dưới này. Là phải lái xe đi xa thì mới có thể ăn được món mình thích. Rất là đó nha mọi người, là chú giao tới chú cần, chưa biết là giao đúng đơn không, chú giao hai đơn cùng lúc. Được hình ảnh của mình qua những thước phim vừa rồi hay không? Đó là những vấn đề của hầu hết nhân viên văn phòng đều gặp phải trong chuyện ăn uống của mình vào buổi trưa. Chính vì vậy mà tụi mình đã cùng nhau tìm ra một giải pháp, và giải pháp đó có tên gọi là Bito Cloud Canteen. Tụi mình có cái ý tưởng để phát triển cái giải pháp Bito Cloud Canteen này là từ cái đợt dịch năm ngoái, khi mà Bito có một cái cơ hội phục vụ cho những cái công ty làm việc ba tại chỗ, cũng như là tụi mình phục vụ cho những bạn tình nguyện viên và y bác sĩ làm việc ở tuyến đầu chống dịch. Thì sau cái thời điểm đó thì một số công ty vẫn duy trì đặt cho nhân viên ăn trưa qua Bito cho tới thời điểm bây giờ. Và càng tìm hiểu sâu hơn thì tụi mình càng tìm thấy nó có rất là nhiều cái bất cập về cái việc ăn trưa. Cho nên tụi mình mới quyết định là sẽ triển khai cái giải pháp Cloud Canteen. Đúng rồi đó anh, tại vì em thấy là đây là lần đầu tiên mà em làm việc văn phòng. Rồi em cũng có giờ ăn cố định mỗi ngày, nhưng mà bình thường thì anh hay hỏi em là tại sao em không đi chung ra ngoài ăn với mọi người, thì em kiểu ủa sao ship kỳ vậy ta, biết chưa còn bắt mình đi chung để bàn về công việc nữa, thôi mình ăn riêng rồi mình có thời gian mình nghỉ ngơi cho buổi chiều. Nhưng mà sau này em mới hiểu là sếp muốn em kết nối chung lại với mọi người để có thể thuận tiện trong công việc hơn, cũng giống như là làm cho mình có năng lượng tốt hơn để làm việc. Thì em mới thấy Cloud Canteen là một trong những cái giải pháp không chỉ giải quyết được cho riêng những cái vấn đề của em mà cho tất cả mọi người, tạo sự kết nối với công ty cũng giống như là tiết kiệm thời gian cho những buổi nghỉ trưa văn phòng. Đối với Ánh thì nó khác một chút, đó là trước đây Ánh từng làm trong các khách sạn 5 sao thì người ta sẽ có những cái canteen cho nhân viên riêng. Thì mỗi ngày Ánh đi làm, Ánh không phải suy nghĩ là trưa nay mình phải ăn cái gì, và lúc nào mình cũng được chăm lo rất là kỹ lưỡng luôn. Nhưng mà khi mà qua cái Bito thì những cái vấn đề mà Dung vừa mới nói thì nó xảy đến với Ánh thiệt sự luôn. Cái dự án là canteen này rất là thực tế đối với lại các nhân viên cũng như là các doanh nghiệp. Thì em rất là thắc mắc là tại sao anh Huy lại đưa ra cái tên Cloud Canteen cho dự án này ạ? Ủa mấy nay mình nói mình không hỏi câu này mà sao giờ em quen hỏi mấy câu này vậy? Thôi thầy sẵn hỏi ra anh trả lời luôn đi. Hỏi ra là dễ thương mà. Từ đâu hỏi vậy? Nhưng mà nói nãy cái câu sau nó là vậy hả? Ok luôn, chơi luôn. Rồi giờ tới anh nói phải không? Anh nhìn đâu vậy Vũ? Thì em muốn hỏi Huy là tại sao Huy lại đặt dự án này tên là Cloud Canteen ạ? Chúc cũng giống như em mới vừa chia sẻ là ở trong cái khách sạn em có một cái canteen. Thì cái chữ canteen nó rất là phổ biến ở Việt Nam mình. Mình đi học thì công trường cũng có canteen đúng không? Rồi mình đi làm mình có canteen. Thì thiệt ra là chỉ có các công ty lớn thì họ mới có cái điều kiện để họ làm một cái canteen hữu hình. Thì với các công ty nhỏ thì sẽ khó có cái điều kiện làm nào như vậy. Và đa số cái công ty thì thường là sẽ không có cái canteen riêng. Cho nên là mình kết hợp cái chữ canteen đó với chữ cloud để cho nó thể hiện được cái yếu tố là đây là một cái giải pháp công nghệ. Khi mà mình quyết định mình chọn cái tên đó thì cũng để cho mọi người cùng nhau vote. Thì cuối cùng là ai cũng vote cho cái tên Cloud Canteen hết. Thì cái tên Cloud Canteen tụi mình cũng hay nói vui là nó có phải là một cái tên rất là mơ mộng như đúng cái cách gọi đó là những tầng mây hay không? Nhưng thực ra là tụi mình giống tự hỏi và tự trả lời vậy đó. Thì tụi mình cũng tự thấy nó là một cái giải pháp rất là thiết thực. Nó đang giải quyết những vấn đề thực tế của chính những nhân viên văn phòng như tụi mình, và đặc biệt là ở những cái đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà team tụi mình ngồi trước ống kính để chia sẻ về giải pháp này. Trong cái hành trình mà tụi mình phát triển cái giải pháp này thì chắc chắn sẽ có những cái khó khăn và những cái thử thách. Cho nên thông qua chuỗi vlog này mình mong rằng là các bạn, những người xem có thể cùng góp ý, chia sẻ cũng như là gợi ý cho tụi mình những cái cách làm hay, những cái vấn đề mà các bạn đang gặp, thì từ đó tụi mình sẽ có thể xây dựng và phát triển giải pháp này ngày càng hoàn thiện hơn. Hy vọng là các bạn sẽ đồng hành cùng với giải pháp Cloud Canteen trong chuỗi vlog, và hẹn gặp lại các bạn trong vlog số 2 vào thứ tư tuần sau nhé. Bye bye. Còn like và subscribe. Mọi người sẽ like, mọi người sẽ like và subscribe. Nhớ like và subscribe nhé. Yeah.